Mến chào anh chị em người dân và các bạn đã quay trở lại với kênh Đam Mê Độc Lạ. Nội dung video ngày hôm nay sẽ giải đáp thắc mắc có rất là nhiều bạn hỏi: hút mật đuôi dài nào hot hay nhất? Ở Đà Lạt có rất là nhiều hút mật đuôi dài các bạn, như bụng trắng này, bụng vàng này, ức cam này, ngực lửa này, đuôi trẻ này, rồi đuôi đỏ này các bạn. Như mình biết thì biết và sở hữu được 6 loại này. Đuôi dài, đuôi ngắn thì nó rất là nhiều. Đuôi ngắn thì như sắc pháo này, tía ô này, rồi hỏng đen này, năm màu, bảy màu đó các bạn. Ở cái vùng Đà Lạt do cái thời tiết nó ôn hòa, có rất là nhiều dòng chim đẹp hút mật, nhất là thì những cái dòng đuôi dài có cư trú, có sinh sản, sinh sống ở đó. Nhưng cái dòng nào hot hay nhất, có rất là nhiều bạn ở đây không gian không có nhiều, không có nuôi được nhiều con, chỉ cần nuôi một con hai con, nhưng lựa con nào hot hay nhất bạn nuôi. Thứ nhất không gian hẹp đó các bạn, chỉ cần một con hai con thì không biết lựa con nào. Trong video này mình sẽ giải đáp thắc mắc cho các bạn, những bạn nào quan tâm nên bỏ qua chi tiết nào nha các bạn. Ở đây mình có bụng vàng, bụng trắng, đuôi trẻ, ngực lửa, để xem em này em gì. Đây, đây là hút mật bụng vàng đuôi dài đấy các bạn, rất là đẹp trai. Đặc biệt cái dòng Đà Lạt này các bạn, con nào hot đuôi nó cũng quất 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 quất, nhìn rất là đã, nhìn rất là dễ thương đó. Đuôi nó cứ múa vậy. Cái con này thì nó múa đuôi, hót là nó múa đuôi. Cứ từng con một đấy các bạn. Để xem đây là anh gì. Đó là bụng vàng. Đây là ngực lửa đây các bạn. Cái dòng này có rất là nhiều bạn lẫn lộn, tại nó cái màu sắc nó đẹp gần giống nhau, rất là đẹp. Đây là ngực lửa. Đó các bạn, rất là đẹp trai. Và đây là anh gì. Ủa, đây là sắc pháo. Đổ mất tiêu con bụng trắng, con ngực cam này, ớt cam này. Đây, sắc pháo đây các bạn, sắc pháo thì đuôi ngắn nha các bạn. Sắc pháo cũng rất là đẹp, nhưng mà đuôi nó ngắn, nó không có dài giống mấy con đuôi dài. Đây là đuôi trẻ này các bạn. Đây là hút mật đuôi trẻ. Và đây, đây là bụng trắng nè, có sâu rồi, còn bụng trắng bỏ ở nhà rồi. Đây cũng là đuôi trẻ các bạn. Có con đuôi trẻ này và cái con bụng trắng gần giống nhau nha các bạn, chỉ có khác cái màu ở trên đầu. Con đuôi trẻ thì cái đầu nó màu xanh, còn con bụng trắng cái đầu nó màu tím, nó chỉ khác nhau nhiều đó thôi, còn nữa là nó giống nhau nha các bạn. Còn con bụng trắng thì cái đuôi dài, nó không có trẻ ra giống con bụng trắng vậy, giờ giống con đuôi trẻ vậy. Nếu để xét ra cái con nào hot hay nhất thì nếu mà đẹp thì ở đây là toàn chim đẹp các bạn. Cái dòng chim Đà Lạt này con nào nó cũng đẹp, nó có màu sắc rất là nổi, đầu cổ mình đuôi rất là nhiều màu. Nhưng để hot hay, mỗi người mỗi cái cảm nhận. Theo mình, cái dòng đuôi trẻ này là ok nhất các bạn. Nó lại ngược lại các cái con khác, là những cái con hút mật khác á, thì nó có cái bông mai ở hai bên cái nách. Nhưng con đuôi trẻ này lại có bông mai ở sau đít. Các bạn, ngược vậy đó. Hồi nào nó sung lên, nó phùng cái bông mai lên là ở đằng sau đít.
ở đường trên cái lưng, nhưng mà ở phía cái phao câu của nó các bạn, đuôi trẻ nó lại vầy, nó lại ngược lại vầy, nhưng mà nó hót lớn hơn các con khác, đó, nó luyến lấy hơn. Chứ còn cái dòng này hót cũng hay này các bạn, cực lửa này, cực lửa này nó cũng líu, nói chung là nó gần giống nhau, cái dòng hút hót gần giống nhau. Nhưng mà để đẹp thì theo mình cảm nhận con đuôi trẻ này vẫn ok nhất. Nó có cái bông mai đằng sau mắc cười lắm, mỗi lần nó xù lên, nó ngót 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 cái đuôi, nó phì bông mai ra. Bạn còn cái dòng này thì nó là dòng hút mật, nên cách vào cám nó thì mình đã chia sẻ rất là nhiều rồi, nó đều là hút mật thì nó sẽ ăn cám hút mật và vào cám cho nó rất là nhanh. Với các bạn, cái dòng Đà Lạt này các bạn chỉ cần qua chừng 3 ngày là hết vòng nguy hiểm rồi đó, rất là nhanh vào cám, chừng 1 tuần lễ là ok rồi các bạn. Các bạn lưu ý nha, cái dòng này nó con nào nó cũng ăn cam nhiều hết đó, hót nhiều hay gì á, nó ăn cam khủng khiếp luôn các bạn. Chỉ cần gắn trái cam vào buổi sáng là buổi chiều là hết sạch một nửa trái. Đây, cái sắc pháo này cũng vậy nè. Cái dòng chim Đà Lạt này nó khoái cam, chắc ở đó cam nhiều nó ăn quen rồi. Các bạn, những gì mình biết mình chia sẻ lại các bạn đó, theo cá nhân mình thì con chim hút mật đuôi trẻ hót hay, mà nó dị nhất, nó lại có cái bông mai đằng sau lưng, đằng trên phao câu đó. Còn mấy cái con khác thường hút mật là nó chỉ có bông mai hai bên, như hỏng đen nè đó, rồi năm màu đó, là nó có bông mai ở hai bên. Còn cái đuôi trẻ này nó lại có từng cái phao câu từ 6 lít. Rồi bạn nào có ý kiến gì, có bình luận gì để lại dưới video, mình sẽ phản hồi bằng video sớm nhất. Video đến đây tạm dừng rồi, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha. Xin chào ạ.